Huy Hoàng xin kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin sức khỏe trên kênh CCC News. Và chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. WHO nhận định thế giới có thể thoát đại dịch COVID-19 vào giữa tháng 7 nếu tiêm chủng tốt như Việt Nam. Coronavirus có thể tác động mạnh đến di truyền. Tin mừng, tìm ra loại thuốc chữa trị di chứng COVID-19 kéo dài. Pháp, hàng nghìn xe biểu tình phản đối tiêm vaccine đổ về cửa ngõ Paris. WHO đánh giá cao nỗ lực tiêm chủng của Việt Nam. Dù không tự chủ được vaccine, nhưng Việt Nam đang là một trong những quốc gia đứng đầu thế giới về tiêm chủng. Vâng thưa quý vị, đó là lời khẳng định của ông Kỳ Đông Park, đại diện của WHO tại Việt Nam. Và mới đây thì ông Tedros, Tổng Giám đốc WHO toàn cầu, cũng đã dẫn lại lời khen ngợi Việt Nam này của ông Kỳ Đông Park nhằm thúc đẩy toàn thế giới tiêm chủng. Vị này khẳng định rằng chỉ cần các quốc gia tiêm chủng trên 70% như là Việt Nam thì đại dịch sẽ chấm dứt vào tháng 7 năm nay. Vấn đề này sẽ được chia sẻ trong phần sau của chương trình. Trước tiên thì mời quý vị điểm qua thật nhanh những thông tin cũng rất đáng chú ý khác. Coronavirus có thể tác động mạnh đến di truyền. Dẫn thông tin từ báo điện tử Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế, nghiên cứu mới cho thấy virus corona có thể xâm nhập và phá hủy nhau thai, dẫn đến tim buồn ở những người mắc COVID-19 sắp làm mẹ. Các nhà nghiên cứu ở 12 quốc gia, bao gồm cả Mỹ, đã tiến hành phân tích mô và khám nghiệm 64 trường hợp đáng tiếc và 4 trường hợp không qua khỏi ngay sau khi sinh. Tất cả các trường hợp đều liên quan đến việc mắc COVID-19. Nghiên cứu này củng cố bằng chứng từ các báo cáo quy mô nhỏ trước đó và xác nhận rằng sự tổn thương do virus gây ra, chứ không phải là do nhiễm trùng, là nguyên nhân có thể gây ra hiện tượng trên. Tiến sĩ Jeffrey Goldstein, nhà nghiên cứu bệnh học tại trường Y Feinberg thuộc Đại học Northwestern Mỹ cho biết, các bằng chứng trước đây cho thấy nguy cơ này cao hơn bình thường đối với người bị mắc COVID-19, đặc biệt là nhiễm biến thể Delta, tác giả chính của nghiên cứu trên. Tiến sĩ David Swart, nhà nghiên cứu bệnh học ở Atlanta, Mỹ cho biết, nhau mô đã bị nhiễm trùng và bị phá hủy trên diện rộng. Nhiều trường hợp có hơn 90% nhau bị phá hủy, rất đáng sợ. Bình thường nhau có màu hơi đỏ và xốp, các mẫu vật họ nghiên cứu đều cứng và đổi màu sẫm. Tiến sĩ Swart cho biết, chưa bao giờ thấy virus có thể phá hủy nhau thai liên tục và rộng rãi như vậy. Virus có khả năng đến nhau qua đường máu, bám vào các tế bào nhạy cảm và gây ra sự lắng đọng protein cùng với một dạng viêm bất thường làm tắc nghẽn lưu lượng mạch máu và oxy. Các nhà nghiên cứu cho biết, điều đó dẫn đến chết mô và gây ra những tin buồn cho bản thân F0. Một báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC vào tháng 11 năm 2021 cho thấy khoảng 1 trên 80 ca rơi vào tình huống xấu sau 20 tuần. Con số này so với tỷ lệ 1 trên 155 người bình thường không mắc COVID-19. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Tin mừng, tìm ra thuốc chữa trị di chứng COVID-19 kéo dài. Hai bệnh nhân bị COVID-19 kéo dài ở California, Mỹ gần như đã giảm hoàn toàn các triệu chứng bằng cách dùng thuốc histamine hàng ngày. Hiện tại, không có phương pháp điều trị dựa trên bằng chứng nào đối với COVID-19 kéo dài, còn được gọi là di chứng sau khi nhiễm cấp tính SARS-CoV-2. Nhưng thuốc kháng histamine là một con đường đầy hứa hẹn vì nó thường an toàn để sử dụng hàng ngày, miễn là nó không ảnh hưởng đến các loại thuốc khác. Trường hợp đầu tiên được các nhà nghiên cứu trình bày chi tiết là một nữ nhân viên y tế ở độ tuổi 40, một trong những bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Mỹ. Sau khi khỏi bệnh, bệnh nhân báo cáo một triệu chứng mới, đó là sương mù não. Chỉ đến khi dùng thuốc kháng histamine do dị ứng FOMAP vào tháng 6 năm 2020, bệnh nhân mới đột nhiên cảm thấy dễ chịu hơn. Bệnh nhân sau đó đã được bác sĩ kê cho một loại thuốc khác với liều lượng phù hợp để thử và các triệu chứng như là mệt mỏi, sương mù não, đau ngực gần như biến mất. Trở lại với công việc hoàn toàn bình thường, bệnh nhân nói rằng đã phục hồi đến 90% so với trước khi bị bệnh. Bệnh nhân thứ hai là một giáo viên trung tuổi cũng có câu chuyện tương tự. Sự hồi phục gần như hoàn toàn của cả hai bệnh nhân đều đáng được chú ý. Nhưng chúng không phải là câu chuyện đầu tiên về loại bệnh này. Tuy nhiên, sẽ cần nghiên cứu thêm về COVID-19 kéo dài để thực sự đưa ra thuốc kháng histamine vào thử nghiệm. Hai trường hợp đầy hứa hẹn từ California có thể giúp khởi động quá trình này. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. WHO nhận định thế giới có thể thoát khỏi đại dịch COVID-19 vào tháng 7 nếu tiêm chủng tốt như Việt Nam. Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho rằng đại dịch COVID-19 có thể qua giai đoạn cấp tính vào giữa năm nay nếu 70% dân số thế giới được tiêm chủng vaccine. Chúng tôi kỳ vọng rằng giai đoạn cấp tính của đại dịch sẽ chấm dứt.
Tuy nhiên, với một điều kiện, khoảng 70% dân số trên thế giới phải được tiêm chủng vào giữa năm nay, khoảng tháng 6 và tháng 7. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu với báo giới ở Nam Phi hôm 11 tháng 2. Đồng thời, ông cũng dẫn lại chia sẻ của đại diện WHO Kỳ Đông Bắc tại Việt Nam để khuyến cáo các nước. WHO đánh giá cao nỗ lực tiêm chủng của Việt Nam. Dù không tự chủ được vaccine, nhưng Việt Nam đang là một trong những quốc gia đứng đầu thế giới về tiêm chủng. Vị này khẳng định, chỉ cần các quốc gia tiêm chủng trên 70% như Việt Nam, thì đại dịch sẽ chấm dứt vào tháng 7 năm nay. Nếu làm được điều đó, giai đoạn cấp tính có thể chấm dứt thực sự. Đó là điều mà chúng tôi đang kỳ vọng. Nó nằm trong tay của chúng ta. Đó không phải là vấn đề cơ hội, mà là vấn đề chúng ta có lựa chọn nó hay không. Đại dịch COVID-19 khởi phát từ cuối năm 2019, đến nay đã khiến hơn 400 triệu người nhiễm bệnh, gần 6 triệu người không qua khỏi. Sau các làn sóng lây nhiễm khác nhau của COVID-19, nhiều nước đã nhận thấy những tín hiệu tích cực như là số ca bệnh nặng và không qua khỏi do COVID-19 giảm mạnh. Những tuần gần đây, nhiều nước châu Âu như là Đan Mạch, Na Uy, Thụy Sĩ và một số quốc gia khác đã nới lỏng hoặc dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp phòng chống dịch, tiến tới sống chung và coi COVID-19 là một bệnh đặc hữu. Tuy nhiên, WHO cảnh báo còn quá sớm để dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp phòng dịch, nhấn mạnh rằng chưa nơi nào trên thế giới thoát khỏi đại dịch. WHO cũng cảnh báo thế giới sẽ còn lâu mới thoát khỏi đại dịch vì có thể sẽ còn thêm nhiều biến chủng mới của SARS-CoV-2 xuất hiện trong tương lai. Xin được chuyển sang thông tin cuối cùng. Pháp, hàng nghìn xe biểu tình phản đối tiêm vaccine đổ về cửa ngõ Paris. Khoảng 3.300 phương tiện đã di chuyển về phía thủ đô Paris, yêu cầu chính quyền rút lại quy định hộ chiếu vaccine, cho phép chỉ người tiêm vaccine được ra vào các địa điểm công cộng. Đến chiều ngày 11 tháng 2, hàng trăm ô tô, xe máy và xe tải từ Lille, Plessbourg, Châteaubourg và những nơi khác đã đến cửa ngõ Paris. Nguồn tin cảnh sát cho hay không đoàn xe nào vào được thành phố. Sở Cảnh sát Paris hôm nay thông báo gần 7.200 cảnh sát và hiến binh được triển khai trong 3 ngày tới để ngăn chặn các đoàn xe. Cảnh sát đã huy động hàng chục xe kéo và phương tiện tháo dỡ để loại bỏ mọi rào chắn do đoàn biểu tình dựng lên. Trên mạng xã hội, cảnh sát đăng ảnh máy xúc loại bỏ rào chắn, cũng như các xe tải trang bị cần cẩu hoặc vòi rồng. Xe bọc thép của lực lượng hiến binh được triển khai lần đầu trên đường phố Paris để dẹp biểu tình bài trừ vaccine. Thủ tướng Jean Castex bày tỏ hôm 11 tháng 2, nếu người bài vaccine chặn giao thông hoặc cố gắng khóa các cửa đường vào thủ đô, chúng ta phải cứng rắn. Hiến pháp quy định quyền được biểu tình và quyền được nêu ý kiến, nhưng không quy định quyền chặn đường người khác hay ngăn cản người khác đến và đi. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!